Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với Nông nghiệp Xanh. Thì hôm nay Nông nghiệp Xanh đang ở khu vực Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai để thăm và tư vấn một cái vườn bưởi da xanh. Thì cái vườn bưởi da xanh này trồng tới nay nó cũng đã 5-6 năm rồi. Nói chung là cây đã vào kinh doanh cũng khá là lâu rồi ha. Thu được 1-2 mùa rồi. Và vườn này thì đợt vừa rồi làm cái lứa bưởi Tết của năm 2020 thì chủ vườn làm chưa có đạt. Nói chung là tỷ lệ ra hoa nó kém, ra lá nhiều. Cho nên là anh mới liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Nông nghiệp Xanh để đến tư vấn cho anh làm bông cho cái lứa sau. Thì cái vấn đề làm bông tiếp theo á thì sẽ chia sẻ bà con trong một video khác. Thì chủ yếu là sẽ chia sẻ qua cái video này, đó là cái vấn đề khi mà chúng ta trồng dày thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe của cây, và cái phương hướng xử lý chúng ta là xử lý như thế nào. Đó. Thì ngày xưa khu vực này bà con mình chủ yếu là trồng cây cà phê ha. Thì sau khi mà mình chuyển đổi từ cây cà phê sang cây bưởi da xanh thì lúc đó là bà con mình xen cái cây bưởi vào giữa những cái hàng cà phê, thì thành ra là cái khoảng cách trồng nó rất là dày, 4m x 4m, 4-5, 4-6 và đa số là 4-4. Như bà con mình nhìn thấy đây là cây khá là dày ha. Cái mật độ cây cách cây nó rất là ngắn và hầu như là cây đều đan xen vào nhau hết, thiếu ánh nắng. Thì cái tác hại của cái vấn đề mà trồng dày này á, chia sẻ bà con luôn nè. Khi mà cây của mình trồng dày á thì cái lượng ánh nắng nó chiếu vào cây, vào lá nó sẽ thiếu. Cây mình nó sẽ quang hợp kém. Và khi mà mình cây của mình á nó quang hợp kém thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tỷ lệ ra hoa cũng như là cái tỷ lệ đậu quả. Nó sẽ ra hoa kém hơn và nó cũng khó đậu quả hơn. Và cái tỷ lệ mà sâu bệnh nó cũng nhiều hơn. Như hiện tại vườn là đang bị ghẻ loét này ha bà con. Bị ghẻ loét rất là nhiều. Đây. Nó chỉ bắt đầu, ban đầu nó chỉ nổi một vài chấm chấm như thế này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không xử lý thì nó sẽ bùng phát ra thành cái dịch nó rất là nhiều. Đó, đầu tiên thì cái tác hại của việc trồng dày là cây của mình nó sẽ ra hoa kém và đậu quả kém. Thứ hai, khi mà cây của mình nó không có đủ ánh nắng thì những cái cành nhện của chúng ta nó sẽ bị triệt tiêu đi. Đây, trong tay Nông nghiệp Xanh là những cái cành nhện nó bị khô, nó tự động nó khô. Và một số thì nó bị nấm hồng nó khô. Nhưng mà những cành mà không bị nấm hồng nó vẫn khô như thường ha. Khô rất là nhiều. Đây, bà con nhìn thấy khô cành ha. Đó, dù cành nhện rất là nhiều nhưng mà nó cũng bị khô rất là nhiều. Đó, đây khô nè. Đó. Thì cái mật độ mà chia sẻ bà con luôn, cái mật độ mà để trồng cây bưởi da xanh á, bà con mình trồng á, nên ở vùng Đông Nam Bộ á, nên trồng tối thiểu là 6x6. Bà con miền Tây mình có thể là trồng 5x5. Nhưng mà bà con mình cũng phải lưu ý một điều. Mặc dù là chúng ta trồng 5x5 hoặc là 6x6, nhưng mà trong cái giai đoạn bắt đầu á, chúng ta vẫn phải tỉa cành tạo tán để mà định hướng cái tán của mình, nó không để nó giao nhau. Ví dụ chúng ta bo tán, chúng ta tạo cành nhện cây thấp thôi, cây thấp là chúng ta đã tạo cành nhện rồi, chúng ta tạo thật là nhiều cành nhện ở trong thân nhưng mà cây nó thấp và không giao tán, thì thành ra là cái cây của mình nó vẫn có giữ được cái ánh nắng ở trong vườn của mình. Chứ bà con mình trồng 6x6, bà con mình y, bà con mình không tỉa cành tạo tán, bà con mình để cho lên thoải mái là cũng chỉ tới năm thứ tư thôi là cây mình nó sẽ bắt đầu nó giao tán nhau liền. Nó sẽ bắt đầu nó giao tán nhau liền, cho nên cái đó là một cái rất là nguy hiểm. Chứ không phải là bà con mình trồng 5x5, 6x6, 7x7 thì bà con mình không cần tạo tán thì cây của mình nó cũng sẽ không có đủ ánh nắng đâu, nó sẽ không nhanh giao tán lắm. Rồi bây giờ là cái phương hướng xử lý như thế này như thế nào đây? Cái cây của mình bây giờ không thể nào mà mình cưa cây đi hết được. Mình cưa cây đi thì uổng quá. Mà vườn mình cũng ít cây nữa. Bây giờ mà cưa cây đi thì chủ vườn tiếc lắm, không thể nào cưa được. Thì chúng ta sẽ rút bớt cành ở trong thân để cho ánh nắng nó dọi vào. Thì đây, ví dụ như cây cây này đây, bà con mình sẽ hy sinh một cái cành ở giữa này. Ví dụ như là cái cành này ha. Bà con mình hy sinh cái cành này. Cành này. Cưa bỏ một cái cành này rút. Thì khi rút được cái cành đó ra thì ánh nắng nó sẽ dọi vào. Nó như một cái giếng trời ở trong nhà mình vậy đó. Ở trong nhà mình có để một cái giếng trời vậy thì nắng nó sẽ chiếu xuống
cả nhà mình, làm cho cái nhà mình nó thoáng mát hơn. Thì cây trồng cũng vậy, bây giờ chúng ta đã lỡ rồi thì chúng ta buộc phải xử lý theo cái hướng đó, là chúng ta sẽ cưa và rút cái cành trong thân này ra. Rút nó ra thì lúc đó ánh nắng nó sẽ chiếu vào trong cây. À, chiếu vào trong cây thì nó sẽ giúp cho cây chúng ta nó đỡ bệnh, nó ra hoa đậu quả tốt hơn và nó cũng đỡ bị khô cành hơn nữa. Bà con mình ha. Và những cái cành nào ở dưới thân cũng vậy. Cành nào mình cảm thấy nó yếu ớt, nó khô hoặc là nhìn nó không có khả năng mang quả là chúng ta cũng tỉa bỏ bớt đi luôn. Và cái này hàng năm mà chúng ta đều phải 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 làm cái công việc này ha. Sau khi mà cắt trái rồi xong là mình phải cắt tỉa dọn cành, cành khô, cành bệnh đồ phải dọn sạch hết. Đó. Rồi cái đỉnh sinh trưởng đó mình phải hãm lại chứ không phải để cái bưởi mà nó cứ cao lên hoài như vậy. Thì trên cao mình đâu quản lý được đâu. Bây giờ cái trái nằm ở trên cao 3 4 m, 5 m rồi trên đó. Nó ra trái trên đó, mình cũng đâu biết là trái xấu hay trái đẹp. Đâu có bắt cái thang lên mà coi nó có bị bọt rỉ hay không, có bị tỉa trái được hay không. Rất là cực trong cái canh tác của mình. Cho nên là hàng năm bà con mình phải cố gắng sau mỗi cái mùa thu hoạch đó, cắt tỉa dọn cành lại, hạ cái đỉnh sinh trưởng của nó xuống cho nó tạo thêm cành nhện. Chủ yếu là mình tạo cành nhện thôi chứ mình không cần trồng cái cây của mình nó quá 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 nhiều cành thân. Đó. Như cái cây này cũng vậy, bà con mình có thể tiến hành rút một vài cành ở trong thân ra. À, rút như là cái hình dạng như cái lòng chảo vậy đó. Mình coi như ở giữa đây là mình rút ra để nó trống một khoảng thì ở trên cao nó chiếu thẳng xuống dưới đó. Thì lúc đó mấy cành ở dưới chúng ta nó mới có ánh nắng để nó quang hợp thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Nó thì cái vườn này chúng ta bây giờ bắt đầu là phải vào xử lý nè, là nấm ghẹ này, ghẹ lết này. Xử lý xong ghẹ lết rồi, chăm sóc dinh dưỡng cho lá nó dày lên. Đây là cái lá rất là mỏng nè. Bà con mình nhìn lá, bóc cái lá này. Mỏng tanh luôn. Đó. Phải chăm sóc dinh dưỡng lại cho cái lá này nó dày lên. Rồi một cái nữa là phải cắt tỉa dọn cành lại. Cành khô, cành bệnh, rồi những cái cành ở trong thân là rút ra. Đó. Cho nó thông thoáng, có ánh nắng vào. Đó, bắt đầu khi đó cây mình khỏe rồi thì bắt đầu mình mới lấy trái rồi. Không có vội vàng ha. Đối với làm bưởi da xanh 1 2 tháng, thậm chí 3 tháng rồi mình mới lấy trái thì nó không thành vấn đề gì hết. Mình vẫn chờ được. Chứ bây giờ mình bắt tay vô mình làm luôn á thì tỷ lệ ra hoa nó cũng kém lắm. Và chắc chắn là tỷ lệ đậu quả nó cũng kém luôn. Mà mỗi lần làm bông làm hoa thì tốn tiền, tốn công, tốn sức mà nó không đạt hiệu quả thì rất là buồn ha. Thì bà con mình phải lưu ý cái chỗ đó. Thì hôm nay chia sẻ với bà con một cái video về cái vườn trồng cái khoảng cách hơi dài thì nó gây ra những cái ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng của mình và cái phương hướng xử lý là như thế nào. Rồi cây của mình nó rụng hoa xong thì mình phải xử lý tiếp theo như thế nào. Đó là những cái vấn đề mà chia sẻ với bà con qua cái video này. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.